Ford Everest mới tinh thì làm những dịch vụ gì anh em? Đây, thì đầu tiên anh em không thể thiếu đó là sử dụng một cái Android Box này, cắm cổng USB đây. Đó, thì nó sẽ chuyển cái màn hình bình thường của anh em đổi sang cái màn Android cho anh em nhé. Đấy, còn khi mà anh em muốn về màn hình zin anh em phải chạm đây này. Đó, ngay lập tức là ra màn hình bên ngoài như bình thường. Đó. Còn tất cả tính năng nó giữ zin hết cho anh em nhé. Đó, rất là đơn giản thôi. Đó. Còn khi mà mình sử dụng này, tất cả phím rảnh tay trên này mình vẫn sử dụng bình thường hết nhá. Đó. Và mình có thể ra lệnh giọng nói trên này. Đó. Thì anh em chỉ cần nhấn giữ ở đây là anh em có thể ra lệnh giọng nói rồi. Mở video nhạc trẻ. Đang mở video nhạc trẻ. Ngay lập tức nó sẽ mở ứng dụng YouTube cho mình ngay. Đó. Và anh em muốn dẫn đường chỉ đường đến đâu thì anh em chỉ cần thao tác ở trên vô lăng thôi. Đó. Đi đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài trên ứng dụng Vietmap F2. Đó. Anh em không lo bị thứ nhất là phạt tốc độ này, đấy, quá tốc độ. Thứ hai là không lo bị sai đường đúng không ạ? Phải dùng một cái điện thoại nhỏ gọn ở trên này mất thẩm mỹ xe ra đúng không? Đây. Và nó sẽ ngay lập tức ở đây nó có một cái lộ trình cho mình đi. Đấy, đi đến đâu cảnh báo đấy. Ngoài ra thì anh em có thể sử dụng cái bản đồ Google Map như trên điện thoại nha anh em nhé. Đây. Đó. Đi đến thành phố Bắc Cạn. Đấy. Anh em chỉ cần nói địa chỉ đến đây thôi. Ngay lập tức là cái màn hình này nó sẽ mở cái ứng dụng bản đồ cho mình ngay. Đó. Rất là đơn giản đúng không? À, cái này em đang cài mặc định là bản đồ của Vietmap. Đó. Đi đến thành phố Bắc Cạn trên ứng dụng Google Map. Em ơi. Đang chỉ đường đến thành phố Bắc Cạn trên ứng dụng Google Maps. Em ơi. Dạ. Đó, anh em nào cần làm bất kỳ cái dịch vụ gì thì anh em hãy tới Akala anh em nhé.